theo cái thuyết âm mưu của chương trình thì là những cái gì mà không liên quan là nó rất là liên quan. Không, nó không liên quan đâu. Không liên quan luôn á. Chị có một phán đoán là cô đã nghỉ hưu rồi. Tại sao là chị Ốc phải nghỉ vậy? Trời ơi, còn tại không sao đó em, nghỉ hưu là không là nghỉ về hưu á. Giống như là anh phán đoán là cái áo cô mặc á là được may bằng vải. Không sao cả, chỉ cần em đồng điệu với anh hôm nay là được rồi. Khi mà em và chàng trai ấy giống như là trời sinh một cặp vậy. Sống là mơ, sống mơ đời mơ. Không, không bao giờ hối hận. Chị có thể gọi là bác hoặc cô, hoặc có thể gọi là mẹ chồng. Yeah. Nhưng mà tôi lúc nào cũng là cô bé của tôi. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Mãi Mãi Thành Công. Đón xem Mãi Mãi Thanh Xuân tập 10 được phát sóng vào lúc 19 giờ ngày 18 tháng 11 năm 2018 trên kênh HTV7.